Đối với địa bàn vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác dân vận luôn được chú trọng đặt lên hàng đầu. Thế nhưng những trở ngại về địa hình, phong tục tập quán, ngôn ngữ và trình độ dân trí khiến dân vận tại các địa bàn này gặp nhiều khó khăn. Xác định những vấn đề đó, thời gian qua, nhiều địa phương đã có nhiều những mô hình, cách làm sáng tạo hiệu quả để khắc phục khó khăn, đồng thời phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong việc thực hiện công tác dân vận. Khi xây dựng nông thôn mới, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên có điểm xuất phát thấp với hơn 50% hộ nghèo. Nhưng đến nay, trên địa bàn đã hình thành vùng trồng cây ăn quả, trồng chè mang lại thu nhập cao cho người dân. Đường trục chính của xã và đường thôn đã được đổ bê tông sạch sẽ. Đến cuối năm 2018, Tràng Xá đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới. Đạt được bước tiến vượt bậc như vậy chính là nhờ công tác dân vận và sự tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và chi bộ ở các thôn vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Một cái nổi bật rất là rõ nét đó là các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới của các xã vùng sâu, vùng xa được nâng lên. Đặc biệt là nhân dân đã tự nguyện hiến đất, chỉ riêng năm 2019 đã gần 500.000 m2 đất để cho làm phục vụ các công trình của công cộng như là trường học, đường giao thông, rồi các công trình khác. Đa phần đồng bào sinh sống tại xóm Hợp Nhất là người dân tộc Tày, Nùng. Nếp sống và suy nghĩ đã ăn sâu vào tập quán của bà con từ nhiều đời. Khi vận động bà con hiến đất làm đường và xây dựng các công trình thiết yếu, những người làm công tác dân vận đã phải tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, vừa tuyên truyền chủ trương trong các cuộc họp xóm, vừa đến từng nhà trò chuyện vận động. Là bí thư chi bộ xóm, trước khi vận động nhân dân trong công tác xây dựng địa phương, ông Vị nhận thức rõ mình phải là tấm gương để bà con noi theo, nói được, làm được thì dân mới tin và nghe. Ngay từ khi có kế hoạch xây dựng trường mầm non xã, ông đã tự nguyện hiến gần 600 m2 đất của mình để làm điểm trường. Nhờ thế, các công trình thiết yếu và mục tiêu cứng hóa đường nông thôn đã dần được hoàn thiện. Họ đã đầu tư cho một số phần xi măng cũng như là một số những cái vật liệu thì chúng ta sẽ bỏ công ra một chút. Thì giữa nhân dân và nhà nước cùng làm thì hiệu quả kinh tế nó sẽ, độ bền nó sẽ được lâu hơn. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Có dân giúp sức, ủng hộ và tin tưởng là bí quyết trường tồn trong mọi hoạt động của Đảng ta. Cũng chính bởi vậy, huy động sức mạnh từ mỗi người dân là điều mà Đảng đã kiên trì thực hiện từ nhiều năm nay để góp sức tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc.